Lời Phật dạy, tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Giá trị tinh thần của lời nói. Tại sao tu tâm không bằng tu khẩu? Người xưa có câu, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Quả vậy, nghiệp báo từ những lời chúng ta nói là có thật. Vết thương trên thân thể, theo thời gian, có thể lành lại. Nhưng vết thương từ lời nói có thể in mãi trong lòng, thấu tận tâm can. Lời nói là vô hình mà từ xưa đến nay đã gây nên bao nụ cười và nước mắt. Ác khẩu làm cho anh chị em xa lánh, bạn bè tốt rời xa, gia đình ly tán. Lời nói làm tổn thương người khác còn nghiêm trọng hơn cả giết người. Ai trên đời cũng có lòng tự trọng. Đừng vì chút háo thắng của bản thân mà buông lời sỉ nhục người khác. Tôn trọng người cũng chính là tôn trọng mình vậy. Bằng không, phước báo của bản thân cũng sẽ mất dần. Phật dạy về ác khẩu và quả báo. Trước khi định nói điều gì, ta nên học hành nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ trích người chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Phật dạy, tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Đơn giản là khẩu nghiệp không phải tự dưng mà hình thành. Nó là sự dung hòa của thân, tâm, ý kiến, lời nói phát ra từ miệng. Từ suy nghĩ tạo hành động, tạo lời nói. Từ hành động lời nói tạo thói quen. Từ thói quen đó tạo ra tính cách, số phận của người đó. Nên tự mỗi người đều có thể tự mình điều chỉnh hành vi của mình để tránh khẩu nghiệp, tức là tránh quà cho mình. Người thiện lương nói lời hay ý đẹp, tất yếu cuộc sống được vui vẻ, được mọi người trọng vọng. Nhược bằng kẻ ăn không nói có, tự trong lòng sẽ cảm thấy bất an. Người đời biết được ác sẽ xa lánh, quyên rủa, tiếng xấu còn lan truyền mãi về sau. Nho giáo có dạy rằng, dấu ít ngữ, ngôn mạc dông thuyết, bất can kỹ sự mạc lao tâm. Có nghĩa là chớ nói lời vô ích, chớ can thiệp chuyện người. Thế gian này, lời nói thị phi còn độc hơn nọc rắn, sắc bén hơn gươm đao. Tuy không làm người ta máu chảy, đầu rơi, nhưng tai ương hệ lụy thì kéo dài đến muôn kiếp. Vua mà nghe lời thị phi thì trung thần phải chết. Cha mẹ nghe lời thị phi thì con cái lầm than. Vợ chồng nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Theo lời Phật dạy về thị phi, muốn giữ được phúc đức, muốn nhận phúc báo, thì phải học cách cảm tình bản thân. Chớ nên theo sự tốt xấu của mình mà luận bàn hay dở. Lời nói là thứ ngôn ngữ quan trọng cho cuộc sống hàng ngày, là phương tiện kết nối, truyền đạt, đem lại sự thấu hiểu lắng nghe, giúp đỡ con người với con người về mặt tinh thần, an ủi khi buồn, chia sẻ khi vui. Giá trị tinh thần mà lời nói đem lại sẽ giúp con người chúng ta vượt qua nhiều nghịch cảnh, nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng cũng không ít lời nói lại làm mất lòng nhau, gây cho nhau sự đau khổ, tổn thương lẫn nhau. Trong giới khoa học, lời nói giúp truyền tải các quan điểm nghiên cứu để khoa học được tiếp thu phát triển. Trong công việc, lời nói là cách thức trao đổi, làm việc nhóm, góp ý, động viên nhau. Trong đời thường, lời nói là sự bày tỏ yêu thương, chia sẻ cùng nhau, là cách nói năng giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Lời nói là một thứ ai cũng có, là một bản năng của con người. Ai cũng có quyền được nói lên suy nghĩ của mình, được nói lên những cảm nhận về người khác. Lời nói còn là phương tiện để trao đổi thông tin, bộc lộ tình cảm. Với những giá trị mà lời nói mang lại đã đủ để cho thấy tầm quan trọng của nó. Nhưng lời nói lại không mất tiền để mua, mà vẫn có thể nói được. Vì vậy,
người xưa vẫn thường răn dạy chúng ta phải biết cách chọn lựa, phải suy nghĩ thấu đáo, uống lưỡi 7 lần trước khi nói ra một vấn đề gì, để tránh làm mất lòng, tổn thương người khác. Một lời nói có thể dẫn con người đến niềm vui tột đỉnh, nhưng cũng có thể đem đến sự đau khổ. Nó có thể cứu giúp một cuộc đời, nhưng cũng có thể kết thúc một cuộc sống. Cái hay của lời nói không phải là âm thanh được phát ra, mà đến từ nội dung, cảm xúc được truyền đạt bên trong nó. Chúng ta mất một vài năm học mẫu giáo, 5 năm học tiểu học, 4 năm học trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông, nhưng lại mất cả đời để học nói. Nhà văn tác giả cuốn tiểu thuyết Nhà giả kim Paulo Coelho nói: những thứ vào miệng không độc, những thứ từ miệng tuôn ra mới độc. Chúng ta phải học cách nói để khi nói ra không làm tổn thương người khác, không gây nghi kỵ lẫn nhau, để không phàn nàn, không phán xét, không chì chiết, để không nói ra những lời giả dối, sáo rỗng, để không khiến người ta nổi giận, để không mang những tiếng xấu gieo rắc trong đời. Chúng ta có mặt trong kiếp sống này vừa là do nghiệp, vừa là bởi nghiệp. Nghiệp đẩy ta đi, nhưng nguyện giúp ta chọn nơi tốt nhất để đến. Cho nên, chúng ta nguyện có những điều an lành đến với chúng ta. Chúng ta thường gặp những thiện duyên được bình an trong cuộc sống, thì chúng ta cũng nguyện và học để nói với những lời tốt đẹp. Làm sao để mình, để người được thanh thản? Đừng nói theo cách bới móc, rác rưởi, mà nói lời hay ý đẹp, hoa nở xinh tươi. Trong mọi mối quan hệ đều có hai mặt của vấn đề. Để chiến thắng một cuộc tranh cãi thì chính chúng ta đã thua. Thua gì để tranh cãi có thể dẫn đến sự bất hòa giữa hai người. Thua chính mình vì mình không kiềm chế được cảm xúc nhất thời, muốn phân đúng sai. Đúng sai ra sao, cuộc đời sẽ dạy cho họ. Không sớm thì muộn, họ sẽ nhận ra được bài học cho chính mình. Cuộc đời nhỏ hẹp lắm, cũng chỉ là cái dòng luẩn quẩn của nhân và quả mà thôi. Cuộc đời cũng dài rộng lắm, miệng đẹp tâm tốt, cần phải tu mỗi ngày. Tạo hóa rất công minh, khi sinh ra 2 con mắt để nhìn cho thấu, 2 tai để nghe cho hiểu, 2 chân để đi cho xa, 2 tay để nâng làm việc giúp đời, nhưng lại chỉ cho ta 1 cái miệng, chính là để ta nói ít đi. Chúng ta chỉ nói những lời đáng nói, buông những lời cần buông, tu khẩu, tu tâm cho nhẹ muộn phiền. Lời nói của con người vừa có sức nặng quỷ diệt, vừa có sức mạnh hàn gắn vết thương. Khi những lời nói vừa chân thực lại chứa đựng hảo ý thì có thể thay đổi thế giới của chúng ta. Quả đúng như vậy. Lời nói có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vơi đi những nỗi buồn khổ. Lời nói nhã nhặn, lời khuyên đúng lúc, có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của ai đó. Và từ đó dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi, những việc làm bất thiện trong họ, khơi gợi nảy mầm những chủng tử tốt đẹp. Ngược lại, lời nói cũng có thể đưa con người vào vực thẳm của tội lỗi, có thể khiến người ta ăn năn hối hận cả cuộc đời. Trong đó, lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân dẫn đến hậu quả như thế. Đức Phật dạy rằng, ác khẩu hay còn gọi là ác ngữ là một trong 4 điều bất thiện thuộc về lời nói. Giọng ngữ, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, nó sẽ gây ra nhiều tác nhân cho con người trong cuộc sống sau khi nói ra. Đức Phật khuyên, chớ nói lời làm tổn thương người, ác khẩu, ác chiêu mời quả báo. Đức Phật nói, nơi thân thể chúng ta có 3 chỗ phát sinh ra nghiệp. Thứ nhất là thân, thứ hai là khẩu, thứ ba là ý nghĩ, gọi là thân, khẩu, ý. Trong đó thân có 3 nghiệp ác là sát sinh,
trộm cắp, tà dâm. Ý có nghiệp là tham lam, ích kỷ, sân hận, si mê, tà kiến. Còn khẩu có bốn nghiệp. Một là nói dối, hai là nói lời hung ác, ba là đâm thọc, kích bác người này, kích bác người kia để họ mâu thuẫn nhau. Bốn là nói lời thiêu dệt, có ít mình nói ra nhiều, gọi là nói lời ác độc, quyền rủa, nói những lời cay nghiệt, đó là nghiệp miệng, theo lời Phật dạy. Sống trên đời nên thận trọng với ác nghiệp, bởi vì ác khẩu, ác ngữ là lời nói thâm độc, thô bạo, mắng nhiếc, chửi rủa, là những lời lẽ thiếu văn minh, đạo đức trong giao tiếp. Nhưng còn tùy vào ngữ cảnh giao tiếp, không phải lúc nào nó nặng lời hoặc lớn tiếng cũng là ác khẩu. Khẩu nghiệp chính là những khẩu nặng nề nhất trong mọi người. Trăm năm bia đá còn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Vết thương gây ra trên thân thể có thể lành theo năm tháng, nhưng vết thương trong lòng gây ra bởi lời nói thì chưa biết bao giờ mới lành lặn được. Trong sách có một câu như sau: phàm làm việc gì, suy nghĩ đến hậu quả của nó, hay Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Tức là người trí, người giác ngộ thì làm việc gì, nói lời gì, nghĩ điều gì, luôn luôn cẩn trọng cân nhắc đến hậu quả của nó. Còn người mà nói năng thô thiển, cư xử theo cảm tính, suy nghĩ cá nhân, ích kỷ, để được thỏa dạ, hạ lòng, khi hậu quả đến thì vạn phần âu lo. Con người sống ở đời mà dùng lời nói thâm độc, thô thiển, mắng nhiếc, chửi rủa, thì trước hết chính bản thân của người ấy đã thể hiện lối sống thiếu phẩm chất, thiếu đạo đức, không văn minh trong lời nói giao tiếp, hạ thấp uy tín của bản thân. Không ai trong cuộc đời này có thể yêu thương con người như vậy được. Người thân trong gia đình ít nhiều cũng bị ảnh hưởng lây nhiễm bởi những lời nói ác khẩu này. Là bậc làm cha, làm mẹ, nếu thường dùng ác ngữ đối với con cái, thì những đứa trẻ này sẽ tiếp nhận và trong quá trình trưởng thành ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tính chất bất thiện này. Một đứa bé được nuôi dưỡng và giáo dục trong môi trường có nhiều yếu tố bất thiện, thì khi trưởng thành chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều về tố chất đó. Còn nếu là phần con cái thường nói những lời thô bạo, thâm độc, thì chắc chắn cha mẹ thầy cô sẽ dây dứt, nao lòng. Những điều này Phật giáo gọi là nghiệp, mà đã là nghiệp thì nó sẽ chi phối đối với đời sống của bản thân người đó. Vì thế, một lời ác khẩu, ác ngữ đều có thể đưa đến hậu quả khó lường. Cổ nhân thường nói, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Dù là câu nói bông lơn hay lời ác khẩu, cuối cùng đều có báo ứng tương xứng. Trong cuộc đời, có 6 lời nói gây quả báo nhãn tiền. Càng ít nói thì càng tốt. Bởi theo Phật dạy, đó là những lời nói gieo trồng ác nhân, tạo ra ác quả, khiến cho bạn hao tổn hết sạch phước đức. Thứ nhất, tránh lời nói vô căn cứ, nói lời dối trá. Thứ hai, tránh lời nói đưa chuyện thị phi. Thứ ba, tránh lời nói tiêu cực, than phiền. Thứ tư, tránh lời nói ác độc, làm tổn thương người khác. Thứ năm, tránh lời nói xấu người khác. Và thứ sáu, tránh lời nói bất kính với cha mẹ. Đức Phật dạy, nói dối chia làm 4 loại. Nói dối, nói lời hung ác, nói lời hai chiều, nói lời thiêu dệt. Đây là 4 loại nói dối khiến bản thân mỗi người tạo gây nghiệp ác. Chính những cách nói này là tội ác mà người nói khiến cho những người xung quanh thiệt hại hay xa lánh. Vì thế cần phải tránh xa. Người không nói dối là người tạo cho mình một uy tín đối với mọi người, một sự kính trọng tuyệt vời, một lòng tin yêu quý và tôn trọng sâu sắc. Người như vậy chắc chắn sẽ nhận được phúc báo tốt lành,
cuộc đời bình yên, suôn sẻ. Đức Phật dạy rằng, những lời tiêu cực, oán trách thường xuyên cũng là lời nói gây ra quả báo nhãn tiền, sẽ làm cạn kiệt phúc khí của mình. Chuyện rắc rối bạn đang gặp phải cũng chẳng thể tiêu tan chỉ bằng vài lời than phiền của bạn. Người đã bỏ bạn đi chẳng vì lời phàn nàn của bạn mà quay trở lại. Hà cớ gì chúng ta lại làm những chuyện tốn công vô ích như vậy? Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu. Hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để được thành công. Nhớ tu miệng trước khi tu thân, để đời đời hạnh phúc. Nếu tâm của bạn bớt tham, sân, si, bớt ganh đua, ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao. Chúng ta nghĩ như thế nào thì con người của chúng ta cũng như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Bạn chỉ biết ngồi oán trách, sao cuộc đời mình không may mắn như người ta? Tại sao gia cảnh của mình không bằng người ta? Vậy thì bạn sẽ mãi mãi thua kém như người đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Do đó cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui cho riêng mình. Con người sở dĩ mệt mỏi chính là bởi vì họ nghĩ quá nhiều. Thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm hồn mệt mỏi. Sống trong đời thường, ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn do bản thân mình hay liên lụy từ người khác. Tuy nhiên, có người sẽ chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống. Nhưng cũng có người lại chấp trước vào đó, suy nghĩ ngày này qua ngày khác khiến tâm mệt mỏi. Hãy suy nghĩ ít đi để sống thoải mái hơn. Người sống trên đời này than phiền một ngày chỉ bằng cố gắng một ngày. Chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình thì mới nhìn thấy ánh sáng của bình minh ngày mới. Nhớ lời Phật dạy, chớ nên nói những điều tiêu cực than thở này. Bởi suy cho cùng thì nó cũng sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Người xưa có câu, lương ngôn nhất cứu tam đông noãn, ác ngữ thương thân lục nguyệt hàn. Có nghĩa là một câu lương thiện ấm ba đông, một lời ác lạnh sáu tháng rồng. Đức Phật đã dạy, ở đời luôn có luật nhân quả, đừng bao giờ nói xấu hay làm chuyện hại người. Bạn hãm hại người khác thì sẽ có người khác hãm hại lại bạn. Bạn lừa dối người khác, cũng có người khác lừa dối bạn. Bạn làm tổn thương người khác thì cũng có ngày phải chịu lại những điều tương tự. Đức Phật còn dạy rằng, nói lời ác nghiệt thì khiến người khác tổn thương, càng nói nhiều thì lại càng hại người hại mình. Nói lời vô ích thì càng nói càng lãng phí thời gian. Còn nói xấu sau lưng người khác thì càng nói, chúng ta càng khiến mọi người xa lánh mình. Tôi nguyện không nói lỗi lầm của người khác. Đây là một trong những lời nguyện của Bồ Tát. Sống trên đời, chúng ta ai ai cũng có những nỗi khổ và những câu chuyện của riêng mình. Thế nên, tốt nhất là bạn chớ nên đánh giá người khác nếu mình chưa thực sự hiểu rõ về họ. Ngược lại, chúng ta cũng đừng quá bận tâm khi ai đó nói những lời không hay sau lưng mình. Người xưa có câu, học ăn, học nói, học gói, học mở. Mỗi người chúng ta phải biết cách để kiểm soát lời nói của mình. Trước khi phát ngôn bất cứ điều gì, đều cần phải suy nghĩ thật kỹ, thận trọng, cân nhắc điều gì nên nói, điều gì không. Những câu nói không suy nghĩ, có những lúc sẽ gây tác dụng ngược ngoài sức tưởng tượng, phá hỏng các mối quan hệ
và làm tổn thương người khác, thậm chí rước họa vào thân. Ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng nói ác khẩu hay làm chuyện hại người, soi mói, nói xấu, chửi rủa người khác chẳng làm ta tốt lên được. Vậy, tốt nhất, thay vì ngồi bới móc, hãy dành thời gian hoàn thiện bản thân mình. Khẩu nghiệp là loại nghiệp nặng nhất. Những câu nói vô tình có thể tạo ra nghiệp chướng vô lượng. Bạn có thể thay đổi suy nghĩ của người khác, nhưng lại có thể làm chủ vận mệnh của chính mình. Lời nói của người khác, nhưng cuộc sống là của chính mình. Người xưa có câu, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Phước họa tại miệng. Lời nói là vô hình, nhưng nhân quả báo ứng là thật. Sống ở đời nên biết tu khổ để tránh rước họa vào thân. Tu khổ cũng là để tích đức cho con cháu sau này. Lời Phật dạy về đạo làm người. Bây giờ đã đến lúc Đức Thế Tôn khoác y bát lên đường vào thành Khất Thực. Trên đường đi, Đức Thế Tôn thấy một chàng thanh niên đang lễ bái. Là người con có hiếu nên nghe theo lời dạy của cha trước khi mất. Cứ mỗi sáng sau khi tắm gội xong, anh ta ra đường thực hành việc lễ bái sáu phương, đông, tây, nam, bắc, trên, dưới. Cuộc gặp gỡ là duyên khởi cho bản kinh thiện sanh ra đời. Đây là một bản kinh nguyên thủy, ngắn gọn, ghi lại lời Phật dạy cách đối nhân xử thế, cách thực thi các bổn phận và trách nhiệm của người Phật tử đối với bản thân, gia đình và xã hội. Rộng hơn là Phật dạy cách kiến tạo một xã hội hài hòa, một cuộc sống đầy an lành và hạnh phúc. Tránh bốn việc ác và sáu việc làm hao tổn tài sản. Khi Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật, dẫn đầu đoàn Khất Thực, với đại chúng 2.500 vị tỳ kheo vào thành, Đức Thế Tôn thấy một gia chủ tử tên là Thiện Sanh đang lễ sáu phương. Ngài hỏi, vì sao ngươi vào buổi sáng sớm ra khỏi thành đi đến khu công viên với cả người còn ướt đẫm mà ngươi lại các phương như thế? Thiện Sinh bạch Phật, khi cha con sắp chết có dặn, nếu con muốn lại, trước hết hãy lại các phương đông, tây, nam, bắc, trên và dưới. Con vâng lời cha dạy, không dám chống trái. Phật bảo Thiện Sanh, này con trai trưởng giả, quả có cái tên các phương đó chứ không phải là không. Nhưng trong pháp hiền thánh của ta, chẳng phải lễ sáu phương như thế là cung kính đâu. Thiện Sinh thưa, cúi xin Đức Thế Tôn thương dạy cho con cách lễ sáu phương theo pháp hiền thánh. Phật bảo Thiện Sinh, nếu trưởng giả hay con trưởng giả nào biết tránh bốn nghiệp kết, không làm ác theo bốn trường hợp và biết rõ sáu nghiệp hao tổn tài sản, như thế, này Thiện Sinh, nếu trưởng giả hay con trai trưởng giả nào tránh được bốn việc ác là lễ kính sáu phương. Bốn nghiệp kết mà Phật dạy: sát sinh, trộm cắp, dâm dật, vọng ngữ. Đây là bốn điều xấu ác mà bất cứ ai cũng nên tránh. Hàng ngày đọc báo, chúng ta vẫn thường thấy nhan nhản các tội phạm phạm bốn điều trên, giết người, cướp của, gây cho xã hội những bất an thường nhật. Rõ thấy những điều mà Phật dạy chẳng có gì khác ngoài những chuyện thực thường ngày ở thế gian. Bốn trường hợp ác là tham dục, sân hận, sợ hãi, ngu si. Về tham dục, không phải cứ tham dục là điều xấu, mà tham dục cần phân biệt có hai loại. Loại tham dục phục vụ ngũ dục, tài sắc danh thực thùy, khiến cho tâm trí mê mờ, dẫn đến những vọng tưởng điên đảo, sân hận, sợ hãi và ngu si. Loại tham dục này thì cần phải loại bỏ. Loại tham dục thứ hai phục vụ cho chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, cho sự học hành phát triển nhân cách, tinh thông trí tuệ, nâng cao dân trí, sự phồn vinh xã hội, sự bình an, hạnh phúc thì cần thực hành và phát huy. Sáu nghiệp hao tổn tài sản cần tránh là: thứ nhất, đam mê rượu chè;
2. Cờ bạc. 3. Phóng đãng. 4. Đam mê kỹ nhạc. 5. Kết bạn người ác. Thứ 6 là biếng lười. Phật bảo thiện sinh: Này thiện sinh, nếu trưởng giả hay con trai trưởng giả biết rõ bốn kết hành, không làm ác theo bốn trường hợp, lại biết sáu nghiệp tổn tài ấy, là này thiện sinh, tránh được bốn trường hợp, cúng dường sáu phương, thì đời này tốt đẹp, đời sau tốt đẹp, đời này căn cơ và đời sau cũng căn cơ. Trong hiện tại được người trí ngợi khen, được quả báo bậc nhất, sau khi chết được sanh lên trời, cõi thiên. Như vậy, Phật dạy người nào tránh được bốn nghiệp kết, bốn việc ác, sáu nghiệp hao tổn tài sản, thì không những đời này đẹp mà cả đời sau cũng được hưởng những quả tốt đẹp. Đời này có duyên lành và đời sau cũng có duyên lành. Trong hiện tại, được người ngợi khen, xã hội ngợi khen, gia đình ngợi khen. Và trên hết, phương ấy được an ổn, xã hội ấy được tốt đẹp, không lo sợ. Người nào không làm ác, do tham, hận, sợ, si, thì danh dự càng thêm, như trăng hướng về rằm. Bốn hàng kẻ thù và bốn hàng người đáng thân. Trong Trung Hoa kim cổ kỳ nhân, có thuật lại tình bạn giữa Bá Nha Tử Kỳ, một tình bạn đẹp lưu danh muôn thuở. Bá Nha là một vị quan làm đến chức thượng đại phu, còn Tử Kỳ chỉ là một chàng nông dân kém Bá Nha một chục tuổi. Nhưng chỉ mỗi Bá Nha hiểu được tiếng đàn của Tử Kỳ. Từ đó, hai người trở thành tri kỷ. Khi nghe tin Tử Kỳ chẳng may qua đời, Bá Nha đã cầm đờn đập mạnh vào tảng đá. Cây đờn vỡ tan, sau đó đọc bốn câu thơ. Dao cầm đập nát đau lòng phượng, đã dắn Tử Kỳ đàn với ai? Gió xuân bốn mặt bao bè bạn, muốn tìm trí âm thật khó thay. Trong cuộc sống ai cũng cần có bạn. Tình bạn kiểu Bá Nha Tử Kỳ thuộc dạng xưa nay hiếm, nhưng cũng cần phải lựa bạn tốt mà chơi. Vì nếu giao du với bạn xấu có sáu lỗi: một là tịch mịch lừa dối, hai là ưa chỗ thầm kín, thứ ba là dụ dỗ vợ người, thứ tư là mưu đồ chiếm đoạt tài sản của người, thứ năm xoay tài lợi về mình, thứ sáu ưa phanh phui lỗi người. Đó là sáu tai hại về bạn xấu. Nếu chúng ta làm bạn với kẻ ác mãi thì gia sản mỗi ngày mỗi tiêu tán. Phật bảo thiện sanh: Có bốn hàng kẻ thù, có bốn hàng kẻ thù mà như người thân. Nên biết, người nên biết bốn kẻ ấy là những ai. Thứ nhất là hạng quý phục, thứ hai là hạng mỹ ngôn, thứ ba là hạng kính thuần, thứ tư là hạng ác hữu. Thứ nhất, hạng quý phục thì thường hay làm bốn việc: một, cho trước đoạt lại sau; hai, cho ít mong trả nhiều; ba, vì sợ ngượng làm thân; bốn, vì lợi nên ngượng làm thân. Hai, hạng mỹ ngôn thì thường hay làm bốn việc là: một, lành dữ đều chiều theo; thứ hai, gặp hoạn nạn thì xa lánh; thứ ba, ngăn cản những điều hay; thứ tư, thấy gặp nguy tìm cách đùn đẩy. Ba, hạng kính thuận thì thường làm bốn việc: một, việc trước dối trá; hai, việc sau dối trá; ba, việc thiện dối trá; bốn, thấy có một chút lỗi nhỏ đã vội trách phạt. Thứ tư, hạng bạn ác thì thường làm bốn việc: một, bạn lúc uống rượu; hai, bạn lúc đánh bạc; ba, bạn lúc dâm dật; bốn, bạn lúc ca vũ. Có bốn hạng người thân đáng thân thì thường đem lại lợi ích và che chở. Những gì là bốn? Một, ngăn làm việc quấy; hai, thương yêu; ba, giúp đỡ; bốn, đồng sự. Đó là bốn hạng người thân đáng thân cận. Thứ nhất, này thiện sinh, hạng ngăn quấy thì thường làm bốn việc đem lại nhiều lợi ích và hay che chở. Thấy người làm ác thì hay ngăn cản, chỉ bày điều chánh trực, có lòng thương tưởng, chỉ đường sinh thiên. Đó là bốn trường hợp ngăn cản việc quấy đem lại nhiều lợi ích và hay che chở.
Thứ hai, hàng thương yêu thì thường làm bốn việc: mừng khi mình được lợi, lo khi mình gặp hại, ngợi khen đức tốt của mình. Thấy mình nói ác thì tìm cách ngăn cản. Đó là bốn điều thương yêu đem lại nhiều lợi ích và hay che chở. Thứ ba, hạng giúp đỡ có bốn việc. Những gì là bốn? Đó là che chở mình khỏi buông lung, che chở mình khỏi hao tài vì buông lung, che chở mình khỏi sợ hãi, khuyên bảo mình trong chỗ vắng người. Thứ tư, hạng đồng sự thì thường làm bốn việc: không tiếc thân mạng với bạn, không tiếc của cải với bạn, cứu giúp bạn khỏi sợ hãi, khuyên bảo bạn lúc ở chỗ vắng người. Lễ bái sáu phương hay cách thức xây dựng một xã hội hạnh phúc. Sáu phương là gì? Tại sao phải lễ bái sáu phương như chàng thiện sanh đã làm? Anh ta làm vì nghe lời cha mà không hiểu ý nghĩa của việc lễ bái đó. Phật dạy sáu phương là gì? Phương Đông là cha mẹ, phương Nam là sư trưởng, phương Tây là thê thiếp, phương Bắc là bạn bè thân thích, phương trên là các bậc trưởng thượng, Sa môn, Bà la môn, phương dưới là tôi tớ. Bài dạy lễ sáu phương là cách mà Phật dạy đạo làm người. Đạo hiếu làm con, phận làm cha mẹ. Kẻ làm con phải kính thuận cha mẹ với năm điều. Thứ nhất, cung phụng không để thiếu thốn. Thứ hai, muốn làm gì thưa cha mẹ biết. Thứ ba, không trái điều cha mẹ làm. Thứ tư, không trái điều cha mẹ dạy. Thứ năm, không cản chánh nghiệp mà cha mẹ làm. Kẻ làm cha mẹ phải lấy năm điều này chăm sóc con cái. Thứ nhất là ngăn con đừng để làm ác. Thứ hai, chỉ bày những điều ngay lành. Thứ ba, thương yêu đến tận xương tủy. Thứ tư, chọn nơi hôn phối tốt đẹp. Thứ năm, tùy thời cung cấp đồ cần dùng. Này thiện sinh, kẻ làm con kính thuận và cung phụng cha mẹ thương con bảo bọc cho con, thế thì gia đình ấy được hạnh phúc, xã hội bình an, phương ấy được an ổn, không có điều lo sợ. Về đạo nghĩa thầy trò, đệ tử cung phụng sư trưởng có 5 điều. Thứ nhất, hầu hạ cung cấp điều cần. Thứ hai, kính lễ cúng dường. Thứ ba, tôn trọng quý mến. Thứ tư, thầy có dạy bảo điều gì không trái nghịch. Thứ năm, thầy có dạy bảo điều gì nhớ kỹ không quên. Kẻ làm đệ tử cần phải nhờ kính sư trưởng với 5 điều ấy. Về thầy cũng có 5 điều để săn sóc đệ tử. Thứ nhất, tùy thuận pháp mà huấn luyện. Thứ hai, dạy những điều chưa biết. Thứ ba, giải nghĩa rành rõ những điều trò hỏi. Thứ tư, chỉ cho những bạn lành. Thứ năm, dạy hết những điều mình biết, không lẫn tiếc. Nếu đệ tử kính thuận, cung kính nghe lời sư trưởng, thầy thì thương trò, chỉ bảo dạy dỗ tận tình cho học trò, thì nền giáo dục xã hội ấy phát triển, phương ấy vững bền, an ổn, không có điều lo sợ. Về đạo nghĩa vợ chồng, chồng phải có 5 điều đối với vợ. Thứ nhất là lấy lễ đối đãi nhau. Thứ hai, oai nghiêm không nghiệt. Thứ ba, tùy thời cung cấp y thực. Thứ tư, tùy thời cho trang sức. Thứ năm, phó thác việc nhà. Vợ cũng phải lấy 5 việc cung kính đối với chồng. Thứ nhất là dậy trước. Thứ hai là ngồi sau. Thứ ba là nói lời hòa nhã. Thứ tư, kính nhường tùy thuận. Thứ năm, đón trước ý chồng. Chồng đối với vợ thương yêu tôn trọng, vợ đối với chồng cung kính đối đãi nhau. Như thế thì phương ấy được an ổn, không có điều lo sợ. Về quan hệ bạn bè, tình làng nghĩa xóm, người ta phải lấy 5 điều thân kính đối với bà con. Thứ nhất là chu cấp. Thứ hai là nói lời hiền hòa. Thứ ba là giúp ích. Thứ tư, đồng lợi. Thứ năm, không khi dối. Bà con cũng phải lấy 5 điều đó lại. Thứ nhất là che chở cho mình khỏi buông lung. Thứ hai, che chở cho mình khỏi hao tài vì buông lung. Thứ ba, che chở khỏi sự sợ hãi. Thứ tư, khuyên răn nhau lúc ở chỗ vắng người. Thứ năm, thường ngợi khen nhau.
Tình người, tình làng nghĩa xóm, biết thân kính bà con như vậy thì Phương ấy được yên ổn, không có điều chi lo sợ. Quan hệ chủ tớ trên dưới. Này thiện sinh, chủ đối với tớ có 5 điều để sai bảo. Thứ nhất, tùy vào khả năng mà sai sử. Thứ hai, tùy thời cho ăn uống. Thứ ba, phải thời thưởng công lao. Thứ tư, thuốc thang khi bệnh. Thứ năm, cho có thời giờ nghỉ ngơi. Tôi tớ phải lấy 5 điều phụng sự chủ. Thứ nhất là dậy sớm. Thứ hai, làm việc chu đáo. Thứ ba, không gian cấp. Thứ tư, làm việc có lớp lan. Thứ năm, bảo tồn danh giá của chủ. Này thiện sinh, nếu chủ đối với tớ được như vậy thì Phương ấy được an ổn, không điều chi lo sợ. Quan hệ giữa đàn diệt với sa môn. Kẻ đàn diệt cung phụng hàng sa môn với 5 điều. Thứ nhất là thân hành từ. Thứ hai là khẩu hành từ. Thứ ba là ý hành từ. Thứ tư là tùy thời cúng thí. Thứ năm là không đóng cửa khước từ. Sa môn, bà la môn cũng khuyên dạy theo 6 điều. Thứ nhất là ngăn ngừa, chớ để làm ác. Thứ hai, chỉ dạy điều lành. Thứ ba, khuyên dạy với thiền tâm. Thứ tư, cho nghe những điều chưa nghe. Thứ năm, những gì đã được nghe, làm cho hiểu rõ. Thứ sáu, chỉ vẽ con đường sanh thiên. Này thiền sinh, nếu đàn diệt kính phụng hàng sa môn, bà la môn như thế thì Phương ấy được an ổn, không có điều gì lo sợ. Bây giờ thiền sinh bạch Phật: Lành thay bạch Thế Tôn, thật quá chỗ mong ước của con xưa nay, vượt xa những lời dạy của cha con. Như lật ngửa những gì bị úp xuống, như mở ra những gì bị đóng kín, như người mê được tỏ, đang ở trong nhà tối được gặp đèn, có mắt liền thấy. Những gì được Như Lai thuyết giảng cũng như thế, bằng vô số phương tiện khai ngộ cho kẻ ngu tối, làm rõ pháp thanh bạch. Phật là Như Lai, chỉ chân đẳng chánh giác, do đó có thể chỉ bày hướng dẫn cho đời. Nay con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, cúi xin Đức Thế Tôn chấp thuận cho con được làm Ưu Bà Tắc ở trong chánh pháp. Kể từ hôm nay cho đến trọn đời, con nguyện không giết, không trộm, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đọc toàn bộ nội dung kinh, một bản kinh ngắn súc tích, ngôn ngữ Phật dùng rất rõ ràng mà bất cứ ai đọc cũng có thể nắm bắt lời dạy, như luồng sáng mở ra những gì bị đóng kín, như người mê được tỏ, đang ở trong nhà tối được gặp đèn, có mắt liền thấy, rất thiết thực, căn bản, rất cần cho chúng ta trong ứng xử với các mối quan hệ thường ngày trong cuộc sống. Các pháp đều nương với nhau mà tồn tại. Cũng vậy, mỗi người trong cuộc sống cũng đều phải có nghĩa vụ và trách nhiệm về một điều gì đó với một ai đó. Mỗi một ai đó sẽ là phần còn lại về nghĩa vụ và trách nhiệm của người nào đó. Suy ra, sẽ nhìn thấy một ma trận ngang dọc, ma trận vuông tròn các quan hệ cha mẹ, con cái. Ai cũng ít nhất một lần làm học trò, ai cũng ít nhất có một người bạn, ai cũng phải làm một việc gì đó để sống. Vì vậy, cần phải ứng xử sao cho hợp đạo, hợp nghĩa, đúng mực, để tự bảo vệ bản thân, tức là bảo vệ cho gia đình, cho xã hội. Kinh Thiền Sanh là bản kinh căn bản dạy cho ta biết cách giữ gìn các mối quan hệ đó một cách tốt đẹp. Ở đó, ta thấy được các quan hệ được Phật dạy đều theo hai chiều rất tinh tế, như đời, đường hai nẻo xuống lên. Quả ra bốn thứ này sẽ hút sạch phúc khí của một gia đình. Nghe Đức Phật dạy mới ngộ ra. Kính thưa quý vị, tất cả những may mắn và bất hạnh xuất hiện và biến mất đều có lý do. Chúng ta hãy xem những thứ làm hao tổn phước của một gia đình nhanh nhất là gì để tránh xa nhé. Thứ nhất là tâm bất an, hút hết phúc lành. Trạng thái lý tưởng nhất của cuộc sống là mọi người sống hòa thuận với nhau và không tham gia vào quá nhiều việc làm hại lẫn nhau.
Nhưng thực tế là ai cũng có những toan tính nhỏ nhặt của riêng mình. Tính toán quá chi ly, không có quá nhiều sự nhún nhường và thỏa hiệp. Chỉ có sự hiếu thắng của kẻ hám lợi mà thôi. Đến cả người thân trong nhà đôi khi còn ganh ghét nhau, làm khó với nhau. Lòng người có thể gói gọn trong chữ bồn chồn. Nếu một người bồn chồn, nó sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh người đó. Nếu một nhóm người bất an, sẽ ảnh hưởng đến nhiều gia đình. Từ góc độ tâm lý con người, nếu cuộc sống quá bình thường thì sẽ có người đến quậy phá. Nếu cuộc sống quá ổn định thì sẽ có người bất an. Nếu cuộc sống quá bình lặng thì sẽ có người phá hoại. Trái tim con người là thứ đáng sợ nhất trên đời này. Chính cái lòng không yên đã khiến người ta làm những việc này. Một khi con người trở nên bất an liên tục, không chỉ phước lành của bản thân họ sẽ bị mất đi, mà ngay cả phước lành gia đình của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu bạn đọc câu chuyện về giàu vật chất nhưng bất an, sẽ thấy bản thân mình có bao nhiêu ảo vọng bất an để rồi tự đánh rơi phước lành của bản thân và gia đình. Thứ hai, tham lam sẽ hút đi vận may. Trên thế giới này, có bao nhiêu người đang chiến đấu, hay có bao nhiêu người buông tay, có bao nhiêu người đang cạnh tranh? Nếu một người tranh giành thứ không thuộc về mình, rồi trở nên quá cố chấp thì đó là đi ngược ý trời. Sớm muộn cũng sẽ hiểu nhân quả không chừa một ai. Trong một gia đình, một số anh chị em tranh giành tài sản không phải của mình với những người ruột thịt. Kết quả là nó vừa phá hủy mối quan hệ gia đình, vừa biến những người thân xung quanh họ thành kẻ thù. Tất cả những gì thuộc về chúng ta, chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức thì sẽ có được, không cần giành giật. Tất cả những gì không thuộc về mình, dù có ép buộc thế nào cũng chẳng được gì, đồng thời cũng làm hỏng cả phần đời còn lại. Nhân quả rất công bằng, nó có thể lấy lại những gì đã trao cho người không xứng đáng. Trên nhân đạo là thiên đạo, đừng xem thường ý trời. Gia đình nào mà càng có nhiều con cháu tham lam thì càng về sau, gia đình đó càng mất phước rất nhanh. Thứ ba, chính thái độ cầu nhanh hút đi vận may. Khái niệm nhanh đã khắc sâu vào tâm khảm của con người hiện đại. Nó chính là thứ làm hao tổn phước của một gia đình. Hầu hết mọi người nghĩ rằng miễn họ có tốc độ nhanh nhẩu thì quá trình của họ, mọi thứ đều có thể được đẩy nhanh. Thực ra cái gọi là đến vội, đi vội là sự thật mà nhiều người vẫn cố chấp, chưa chịu tin. Giống như việc kiếm tiền. Bạn thích kiếm tiền nhanh chóng, nhưng khi kiếm được rồi, bạn sẽ không quá coi trọng đồng tiền, tiêu pha rất hoang phí. Trong suốt quá trình này, bạn sẽ không khỏi băn khoăn tại sao người khác lại giàu có dễ dàng, trong khi họ lạc lối và kiếm tiền nhanh chóng. Sau một vài năm, những người kiếm tiền nhanh chóng đã phá sản. Có những người kiếm tiền chậm nhưng đều đặn, sống một cuộc sống ổn định và ngày càng tích lũy được nhiều tiền hơn. Nếu quá nhanh, xu hướng suy thoái sẽ xuất hiện trước khi bạn kịp giàu có. Không cần phải nhanh chóng trong mọi việc. Hãy cứ bình tĩnh, làm từng việc thật chắc chắn, thì cuộc sống sẽ ngày càng ổn định. Những người tham lam muốn giàu nhanh, kiếm tiền nhanh mà không cần tốn nhiều công sức, thời gian, thì sớm muộn cũng phá sản. 30 chưa phải là Tết, nên đừng có cười vội. Thứ tư, chính tư tưởng đổ lỗi cho người khác đã hút đi phước lành. Khổng Tử tin rằng, không nên đổ lỗi cho trời hay thiên vị người khác. Có đi học là đi lên mới biết mình là ai. Là người quân tử không nên phàn nàn về số phận của bản thân, cũng không nên đổ lỗi cho người khác. Trời Phật có mắt, biết hết những gì chúng ta nói và làm. Phật dạy về số phận nói rằng, cuộc sống sắp đặt cho một số người đau khổ, gặp khó khăn, thực ra chỉ để rèn luyện tâm tính của họ. Thật là nực cười. Những người đã được trời mài dũa lại cảm thấy luật trời không công bằng,
và oán giận những người xung quanh họ, mà không biết rằng mỗi lần vượt qua khó khăn là mỗi lần bản thân được trưởng thành thông thái hơn. Tức giận không bao giờ là một điều tốt. Thử tưởng tượng xem, ví dụ như bạn vốn là một tiểu thư quyền quý, nhưng luôn phàn nàn về ông trời và những người xung quanh. Chẳng phải bạn đang sống như một người hèn hạ, đầy oán hận sao? Sống như thế thì làm sao có thể được ban phước? Đối với trời, bạn không nên phàn nàn, nhưng hãy kính sợ. Đối với những người xung quanh, bạn không nên trút giận, mà hãy trân trọng họ. Cuộc đời ngắn ngủi, tu tập không dễ dàng. Hãy sống cho hiện tại và trân trọng nó. Nhưng ngưng đổ lỗi cho người khác. Người biết hoan hỷ cho lỗi lầm của người khác là người cao cả. Biết tu tâm dưỡng tính là người xứng đáng có được may mắn. Sự thành công của nhiều người là kết quả của cả một quá trình rèn luyện, gian khổ, kiên trì, bền bỉ, nhờ sức mạnh ý chí mà ai cũng phải cố gắng duy trì, luyện tập để có được sự chịu đựng mọi gian nan thử thách. Chúng ta sẽ phải rèn luyện để vượt qua sự lười biếng và thái độ ỷ lại dựa dẫm vào người khác. Chúng ta hãy sống như một đứa trẻ, luôn tò mò, tìm tòi, khám phá những điều mới lạ trong cuộc sống quanh ta hàng ngày. Cứ mỗi khi gặp phải chuyện khó khăn hoặc sự cố trong cuộc sống, việc đầu tiên là nghĩ đến và sau đó tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác. Đó chính là những người mang tâm lý và thói quen dựa dẫm ỷ lại. Lời Phật dạy, đừng ỷ lại vào một ai. Có một gia đình nọ, hai cha con cùng dạo chơi trong khu vườn nhà họ. Bỗng nhiên, đứa con hỏi bố. Bố ơi bố, nhà chúng ta có giàu không ạ? Ông bố nghe xong liền mỉm cười, xoa đầu con trai, rồi nói. Bố có tiền, nhưng con không có. Tiền của bố là do bố tự mình siêng năng tích cực làm ra bằng đôi tay và khối óc, được tích lũy trong nhiều năm tháng. Sau này con muốn giàu có như bố, trước tiên con phải học và chọn cho mình một nghề nghiệp chân chính. Con cũng có thể thông qua nghề nghiệp của mình mà kiếm được tiền. Cậu bé ấy nghe câu trả lời của bố, có chút suy luận như sau. Thứ nhất, bố của mình rất giàu có, nhưng tiền của bố là của bố, vì công khó nhọc do bố làm ra. Thứ hai, nếu như mình muốn có tiền và giàu có như bố, cũng phải thông qua lao động và cố gắng để có được. Nghe xong câu trả lời của bố, cậu bé rất cố gắng để trở nên giàu có như bố của mình. Quan trọng hơn hết là một loại giàu có về đạo đức tinh thần, đó là tin sâu nhân quả và tránh ác làm lành. Sau sẽ giúp cậu bé hưởng lợi ích cả đời mà không sợ bị ai cướp mất. Cũng với câu hỏi này, ở một gia đình khác, ông bố trả lời một cách tự hào và rất kiêu hãnh. Nhà chúng ta có rất nhiều tiền con ạ, và lớn lên tất cả những gì bố có sẽ thuộc về con khỏi phải lo. Đứa bé sau khi nghe được câu trả lời đó của bố sẽ đưa ra một nhận định như sau. Thứ nhất, bố mình là người giàu có, nhà mình có rất nhiều tiền, tiền của bố chính là tiền của mình. Thứ hai, vậy mình không cần cố gắng học hỏi và làm việc vì đã có rất nhiều tiền của cha mẹ để lại rồi. Thứ ba là, người có đạo đức luôn tin nhân quả và sống không ỷ lại, nhờ vả, gian sinh hay dựa dẫm bất kỳ một thế lực nào, nên đã dạy cho con cái cách sống tự lập và dấn thân bằng mồ hôi nước mắt của chính mình. Qua hai câu chuyện trên, chúng ta rút ra một bài học quý báu cho kiếp con người như sau. Đứa con biết sống tự lập sẽ trưởng thành và đứng vững trong cuộc sống. Tuy có vất vả, khó khăn, nhưng nhờ vậy mà tôi luyện để trở thành bậc hiện tại trong hiện tại và mai sau. Đứa con nào sống ỷ lại và dựa dẫm vào cha mẹ
mà không lo học hỏi, làm việc thì sẽ đánh mất chính mình, làm hại gia đình, người thân và lợi ích xã hội. Cuộc sống của chúng ta là một cuộc hành trình được bắt đầu bằng một tấm bản đồ. Mỗi người sẽ có một tấm bản đồ của riêng mình để giúp chúng ta có thể đi một mình hoặc đi cùng với nhiều người khác. Chắc chắn trên con đường chúng ta đi sẽ gặp rất nhiều khó khăn, gian nan và trắc trở. Chúng ta mỗi người phải học cách đứng lên. Nếu trong suốt cuộc hành trình bị vấp ngã và sự phản ứng của nhiều thế lực, ta phải làm chủ bản thân để vươn lên thành tựu sự nghiệp. Sự thành công của nhiều người là kết quả của cả một quá trình rèn luyện gian khổ, kiên trì, bền bỉ. Nhờ sức mạnh ý chí mà ai cũng phải cố gắng duy trì luyện tập để có được sự chịu đựng mọi gian nan thử thách. Chúng ta sẽ phải rèn luyện để vượt qua sự lười biếng và thái độ ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Chúng ta hãy sống như một đứa trẻ, luôn tò mò, tìm tòi, khám phá những điều mới lạ trong cuộc sống quanh ta hàng ngày. Sợ thất bại, mong được thành công, sợ dốt nát, nghèo hèn. Nếu chúng ta không đủ niềm tin, không tin sâu nhân quả, ta sẽ không bao giờ trốn thoát khỏi bất an, lo lắng và sợ hãi. Chính vì vậy, chúng ta phải học cách đối mặt với nó để nhận diện được sự thật của cuộc đời. Nhờ vậy, ta vững lòng tin hơn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và biết mình là chủ nhân của bao điều hòa phúc. Từ khi xã hội loài người được phát triển và tiến bộ theo thời gian, nhờ phát huy cao vai trò dân chủ, ai cũng muốn mình nhanh chóng thành đạt, có địa vị cao, được nhiều người trọng vọng và ngưỡng mộ tài năng của mình. Trong sự thành đạt may mắn, chỉ là một yếu tố nhỏ. Sự thành đạt của một người bởi sự cố gắng và nỗ lực siêng năng tinh cần từ chính bản thân họ. Thời gian làm việc từ người lãnh đạo tối cao cho đến người dân bần cùng đều có 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày như nhau. Điều quan trọng hơn hết là chúng ta biết cách sử dụng thời gian như thế nào cho hợp lý. Có người dùng nó chỉ để ngủ nghỉ vui chơi cả ngày, hoặc chỉ ngồi lê đôi mắt hay tán ngẫu chuyện đời phải quấy đúng sai. Đối với những người này, cuộc sống của họ hầu như không có sự đóng góp. Họ chỉ sống lơ là qua ngày tháng, chứ không có sự cầu tiến. Tuy nhiên cũng với ngần ấy thời gian, nhiều người lại biết sử dụng một cách có logic và nhiệt tình hăng hái, không nề hà sự gian nan, khó khổ để đạt được ước mơ và mục đích của mình. Họ chính là những người dễ dàng, nhanh chóng đạt được thành công như ý muốn. Chính vì vậy, làm việc có kế hoạch và kiên trì, bền chí chịu khó, chịu khổ chính là bí quyết mau dẫn đến thành đạt. Trong sự tái sinh luân hồi, nhân quả tốt xấu, đúng sai, ân oán trong hiện tại sẽ tiếp tục đến đời sau. Nên khi gặp duyên phù hợp, nó liền tác động mạnh mẽ, khiến ta phải chấp nhận mà không biết nguyên nhân. Nhiều người không hiểu nên tin có đấng thần linh thượng đế đủ quyền năng ban phước giáng quà. Như chuyện có một ông lái đò đang chở khách qua sông, bỗng nhiên gặp sóng to gió lớn. Nhiều người quá lo sợ nên cố gắng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm để nhờ Ngài cứu cho tai qua nạn khỏi. Ông chèo đò liền nói: "Tất cả quý vị hãy bình tĩnh, ai ngồi chỗ nào ngồi yên chỗ đó." Rồi ông ta nói tiếp: "Đò khẩm mà chở thêm nhiều Phật và Bồ Tát quá, coi chừng đò chìm bà con ơi." Đây là một câu chuyện ngụ ngôn có ẩn ý sâu sắc, nhằm phản ánh tâm lý yếu đuối, sợ hãi, ỷ vào Phật và Bồ Tát của tất cả mọi người trên đò. Khi bình thường thì không lo niệm Phật, Bồ Tát, đến khi gặp nạn mới cầu cứu vãng sinh. Tâm lý đó luôn phổ biến khắp mọi nơi. Lúc bình thường không ai nghĩ tới việc tu hành, đến khi có chuyện không may xảy ra, chúng ta vào chùa lễ lại cầu khẩn vãng sinh chư Phật Bồ Tát giúp cho. Nếu được tai qua nạn khỏi thì vui vẻ hả hê
cho rằng chư Phật Bồ Tát linh ứng, còn không được thì phiền muộn khổ đau, oán trách trời đất, không giang tay cứu giúp mình. Những người yếu đuối thường có tâm lý ỷ lại hay thần thánh quá chư Phật Bồ Tát, rồi sùng bái như những bậc siêu nhiên, quyền uy tối thượng, có khả năng ban phước giáng họa cho con người. Nên họ lúc nào cũng trông chờ, mong các ngài ra tay cứu giúp, mà họ không biết rằng chính mình là chủ nhân của bao điều quả phúc. Nếu nói theo đúng ý nghĩa của nó, Đạo Phật không phải là một tôn giáo, mà là một phương pháp chuyển hóa nhằm giúp mọi người phá tan si mê tối tâm mờ mịt đang che lấp tâm Phật thanh tịnh sáng suốt của mình. Trên thực tế cuộc đời, cách nay trên 2600 năm ở Ấn Độ, có một con người như tất cả mọi người chúng ta. Do quyết tâm tu hành, buông xả mọi tham muốn chấp trước mà thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Các vị đệ tử của Phật cũng là con người, nương theo lời Phật dạy mà tu chứng nên gọi là Thánh Tăng, Thánh Văn Tăng, A-La-Hán, Bích Chi Phật, cho đến chư vị tổ sư về sau này, đứng đầu các tông phái hay dòng truyền thừa, là những nhân vật có thật trong lịch sử. Còn các vị Phật khác cùng chư vị Bồ Tát, được Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong các bản kinh, không phải là những nhân vật lịch sử, mà chúng ta có thể hiểu đó là hình tượng biểu trưng cho chân tâm, Phật tính sáng suốt của con người, hoặc tinh thần dấn thân, đóng góp lợi ích cho cuộc đời. Giả sử chiếc đò trong mẫu chuyện trên bị chìm, nhiều người ra tay cứu vớt hành khách, thì những người đó ta gọi là người có lòng từ bi và hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, nên sẵn sàng ra tay cứu giúp, quên cả thân mạng của mình. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ cho chúng ta cách thức tu hành nhằm chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành vô lượng trí tuệ để thoát khỏi dòng luân hồi sống chết. Tu được hay không là do ta quyết định. Ta tu tốt thì giảm bớt tham sân mê muội. Nếu không chịu tu, khi quả xấu đến, lúc này dù có Phật Bồ Tát hiện tiền cũng không cứu được ta, vì ai tu nấy chứng. Phật là người chỉ đường, còn đi hay không là do ta. Ai làm nấy chịu, ai tu nấy chứng trong cuộc luân hồi sinh tử này. Phật không thể ban phước giáng họa cho chúng ta, vì phước hay họa là do mình tạo ra, thì chính mình phải chịu nhận lấy khi hội đủ nhân duyên. Một số người không hiểu nên thần thánh quá mọi vấn đề, chỉ sùng bái cầu khẩn van xin chư Phật Bồ Tát một cách thái quá, nên ngày càng đánh mất chính mình mà rơi vào mê tín dị đoan. Khi nghe lời Phật dạy, chúng ta phải suy tư, quán sát, rồi áp dụng tu hành. Con người ta thường hay ỷ lại, nương nhờ kẻ khác mà tự đánh mất chính mình. Trước những cám dỗ vật chất, con người tham muốn quá đáng, nên lúc nào cũng đòi hỏi phải thỏa mãn dục vọng. Chính những tham muốn đó trói buộc ta, khiến mình căng thẳng, mệt mỏi, bất an, thậm chí dẫn đến tuyệt vọng. Thế gian này luôn nằm trong vòng luẩn quẩn của đối đãi. Nếu chúng ta không thể chấp nhận cuộc sống có những cái xấu tốt luôn chi phối chúng ta hàng ngày. Người giàu có cái khổ của người giàu, người nghèo cũng có cái khổ của người nghèo. Chúng ta hãy xem xét, suy tư, phân tích mọi vấn đề, nhìn thẳng vào những phiền muộn đang ẩn náu sâu thẳm trong tâm tư của mình. Với đời sống vật chất của những người khá giả, phần nhiều không khổ vì nghèo đói, mà khổ vì tham sân si lừng lẫy. Chính vì vậy, nếu chúng ta không có vốn liếng, tư lương về mặt tinh thần, tâm linh để làm điểm tựa, để quay về chính mình, thì ta dễ dàng bị những cám dỗ vật chất cuốn trôi. Làm người ai cũng có ham muốn, nhưng chúng ta biết nhu cầu nào cần thiết với hoàn cảnh sống thực tiễn của mình. Nếu ta tham muốn mà nằm ngoài khả năng của mình thì có chừng tổn thất nặng nề.
chúng ta phải biết tiết chế, giảm bớt ham muốn của mình, là muốn ít biết đủ. Nhờ vậy ta ít lo sợ, sống an ổn, nhẹ nhàng mà không rơi vào thất vọng khổ đau. Đạo Phật nhìn mọi hiện tượng sự vật không có một thực thể riêng biệt, mà do nhân duyên hòa hợp. Đủ duyên thì hình thành, hết duyên thì tan rã. Vạn vật do duyên hợp tạo thành, nên sự hiện hữu rất mong manh, có đó rồi mất đó. Con người vẫn mong muốn có một đời sống an lạc, hạnh phúc, mà không chịu gieo trồng phước đức, thành ra phải chịu khổ đau chi phối. Thường thì chúng ta khổ là do mong muốn cái gì cũng bền chắc và lâu dài. Chúng ta mong muốn được hạnh phúc lâu dài trong tình yêu, rồi danh vọng, tiền tài, sự nghiệp sẽ đến với ta mãi mãi. Nên khi có sự đổi thay, mất mát, chúng ta cảm thấy tiếc nuối và đau khổ. Con người trong xã hội cũng vậy. Do sự quân tập khác nhau, nên có hình tướng, tâm tính bất đồng. Nhưng trong mỗi con người đều có tính biết sáng suốt. Vì máu của ai cũng đỏ, nước mắt của ai cũng có vị mặn, ai cũng mong muốn có hạnh phúc và sợ khổ đau. Nếu dựa vào cuộc sống vật chất thì không ai bằng lòng với hiện tại. Còn dựa vào đời sống tâm linh thì chúng ta sẽ bằng lòng với những gì mình đang có. Tuy nhiên sự bằng lòng đó không có nghĩa tiêu cực, không làm gì hết, mà chúng ta vẫn tích cực để tăng trưởng an sinh đời sống, nhưng biết cách làm chủ bản thân. Cho nên, chờ đến lúc hấp hối rồi mới niệm Phật, cầu xin Đức Phật A Di Đà đến tiếp độ về cõi cực lạc, thì đó là một quan niệm rất sai lầm. Đừng đợi đến khi khát nước mới đào giếng. Nếu trong đời sống hiện tại này, lòng ta đầy rẫy tham lam, sân hận, mà mong mỏi khi chết Phật A Di Đà sẽ đến rước, sẽ rờ đầu thọ ký, điều này không thể có được. Chúng ta cũng đừng nên chờ việc làm ăn tốt đẹp, có đầy đủ tiền bạc nhà cửa rồi, lúc đó mới chịu tu, thì khó mà thực hiện được hoài bão của mình. Chúng ta tu để làm gì? Để được giảm bớt phiền muộn khổ đau, và cuối cùng là giác ngộ, giải thoát hoàn toàn những ý nghĩ, lời nói và hành động làm tổn hại người khác. Khi chúng ta cởi bỏ được tự ngã, độc tôn, sống với tâm không chấp trước, lột bỏ mọi phân biệt, thành kiến, thì chúng ta sẽ tắm mát trong một dòng sông hạnh phúc mà an nhiên tự tại trong mọi hoàn cảnh. Cũng như những người gặp tai nạn hoặc việc bất trắc trong cuộc đời, thường hay cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm cứu độ, nhưng tất cả đều được hay người được người không. Như vậy, Bồ Tát thương người này mà ghét bỏ người kia hay sao? Hình như Bồ Tát còn thiên vị nên trọng kẻ này khinh kẻ kia. Nếu ai nghĩ như thế và nói như vậy là oan cho Bồ Tát quá chừng. Đa số chúng ta vì không tin sâu nhân quả, không tin chính mình, nên khi gặp tai nạn, gặp khó khăn, chúng ta liền xin Phật Bồ Tát gia hộ hay cứu độ cho mình mau tai qua nạn khỏi. Ta hay có bệnh ỷ lại và nhờ giả cầu cạnh vào Phật Bồ Tát, nên lúc nào cũng cầu xin Phật Bồ Tát an ủi, sẻ chia, cứu giúp hay nâng đỡ cho mình hết khổ mà được an vui hạnh phúc. Nhưng trên thực tế, việc cầu xin đó có người được, có người không là tại sao? Vì nhân duyên đã chín mùi, dù mình không muốn nhưng nó dẫn đến, vì nhân quả công bằng mà. Như vậy mà đa số Phật tử chúng ta phần đông đi chùa cầu xin nhiều hơn là gieo nhân để gặt quả. Thậm chí có người vuốt bụi Phật để trét vào đầu và còn nói rằng làm như vậy Phật sẽ ban ơn gia hộ cho mà gặp được điều may mắn tốt đẹp. Bồ Tát Quán Thế Âm là biểu tượng của lòng từ bi, thương yêu, bình đẳng, sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia những nỗi khổ, niềm đau, hay đem niềm vui đến tất cả chúng sinh. Giả sử
chiếc đò trong mẫu chuyện ở trên bị chìm. Nhiều người ra tay cứu vớt hành khách thì những người đó là hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, là biểu hiện của lòng từ bi sẵn sàng cứu giúp mọi người khi có hoạn nạn. Bồ Tát Phổ Hiền là biểu tượng của hạnh nguyện dấn thân, đóng góp. Bồ Tát Văn Thù là biểu trưng người có trí tuệ sáng suốt nên không bị phiền não, tham sân si làm nhiễm ô, vân vân. Chứ vì Bồ Tát dấn thân cứu đời, không biết mệt mỏi, nhàm chán. Đức Phật A Di Đà là tượng trưng cho vô lượng thọ, vô lượng quang, có nghĩa là chúng ta khi sống được với Phật tánh sáng suốt của mình thì không còn luân hồi sinh tử nữa, nên gọi là vô lượng thọ. Và có trí tuệ đầy đủ nên không bị các pháp ô nhiễm của thế gian chi phối. Do một số người thần thánh quá, sùng bái chư Phật Bồ Tát thái quá, xem các ngài như là những vị thần linh ban phước giáng hòa, nên nhiều người đã đặt niềm tin một cách sai lệch. Thay vì chúng ta đặt niềm tin vào giáo pháp, vào nhân quả, tự mình làm chủ bản thân, làm chủ vận mệnh theo tinh thần Phật dạy, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp lên giới chánh pháp. Do chúng ta không hiểu đúng lời Phật dạy nên ta thiếu tự tin, lơ là, biếng nhác bởi tham lam quá đáng mà đánh mất chính mình. Trong mỗi chúng ta đều có Phật tính sáng suốt. Nương nơi mắt thì thấy, nơi tai thì nghe, mũi lưỡi thân ý cũng là như thế. Ai cầu xin là người có tâm ỷ lại và quá yếu đuối, vì không tin sâu nhân quả, không tin tưởng chính mình có đủ năng lực làm được những gì mình mong muốn. Người có tâm niệm ỷ lại là nhờ vào tha lực của người khác, khó bao giờ thành công được trọn vẹn trên đường đời, vì thiếu ý chí, nghị lực, không tin sâu nhân quả và tự tin chính mình. Người tu cũng thế, nếu hay cầu xin nhiều thì dễ mất tính tâm, vì đâu phải việc gì cũng xin được dễ dàng. Nếu xin không được thì nói Phật Bồ Tát không linh hiển, nên bỏ không tới chùa nữa. Còn người Phật tử chân chính thì phải biết cách chuyển hóa, chưa bỏ, thay đổi những thói quen tật xấu có tính cách hại người hại vật, chứ không nên một lòng cầu khẩn gian sinh. Hầu như ai cũng có bệnh tham lam, dù ít hay nhiều. Phật dạy lấy thuốc để trị bệnh, mà chúng ta chỉ cầm toa thuốc độc hoài mà không dám mua thuốc uống. Phật dạy chúng ta học hiểu để ứng dụng tu tập hành trì chuyển hóa, chứ không phải cầu Phật ban cho. Nhưng đa số quý Phật tử cứ xin Phật hoài. Tu như vậy biết chừng nào mới chuyển hóa hết phiền não tham sân si. Bởi ta tham quá nhiều thứ nên xin lâu ngày thấy không hiệu nghiệm thì muốn bỏ Phật bỏ chùa, vì Phật không giúp gì được cho mình. Nếu chúng ta xin không được thì tu theo Phật Bồ Tát có được lợi ích gì? Chúng ta học hiểu lời Phật dạy để áp dụng vào trong đời sống hàng ngày, nhằm trị tâm bệnh tham lam, sân giận, si mê, để thành vô lượng trí tuệ từ bi. Tu như vậy tự nhiên tâm chúng ta lần hồi được trong sạch. Khi tâm đã sạch rồi thì mọi bệnh tật tham sân si, ganh ghét, tật đố, nóng giận, oán thù từ từ theo đó mà hết. Muốn giàu sang nhiều của cải, ta phải biết bố thí cúng dường, giúp đỡ chia sẻ với lòng thành tâm cung kính của mình. Ngoài ra, chúng ta còn phải siêng năng, tinh cần làm việc, tiết kiệm và không tiêu xài hoang phí. Đó là chúng ta biết tu bằng cách dùng thuốc của Phật để trị tâm bệnh cho mình. Nhiều người cho rằng cầu nguyện là vô ích, không có tác dụng lợi ích thiết thực, mà làm sao có tác dụng được khi chúng ta lại lục cầu xin trước những pho tượng bằng đất, gỗ, đá và xi măng. Tôn tượng Phật Bồ Tát chắc chắn không phải là ông Phật thật. Đó chỉ là biểu tượng qua hình ảnh để ta nhớ biết công hạnh của các ngài mà cố gắng bắt chước thực hành làm theo. Khi ta nghiêng mình cúi đầu một cách cung kính
tôn trọng lá cờ. Không phải là ta tôn trọng miếng vải, mà chính là ý nghĩa lá cờ tượng trưng cho Tổ quốc qua tinh thần dân tộc Việt Nam. Cũng vậy, ta thờ Phật, lại Phật nhằm mục đích không phải để cầu xin, mà ta lễ lại để nhớ công ơn cao cả của Ngài. Nhờ vậy mà ta biết được điều tốt lẽ xấu trong cuộc đời. Quý Phật tử xét thật kỹ xem, từ trước cho đến giờ, chúng ta đi chùa là vì cầu xin hay để tu học theo Phật và Bồ Tát? Chúng ta đến chùa đôi khi chỉ cúng chút ít hoa quả hoặc nải chuối, ốp nhang. Khi cúng rồi, quý vị cầu đủ thứ hết, nào là Phật gia hộ cho gia đình con bình yên, hạnh phúc, được làm ăn thịnh vượng, sung túc đủ đầy, phát tài phát lộc, trong gia quyến đều gặp may mắn, con cháu biết hiếu thảo với ông bà cha mẹ, vân vân. Như thế, chúng ta cầu xin hay là tu tập để chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau? Thông thường, em bé ỷ lại vào sự bao bọc của cha mẹ. Đứa bé con nhà giàu, khi bị té, nó sẽ khóc thét lên, chờ gia đình người thân đến vỗ về, năn nỉ nó mới hết khóc. Ngược lại, đứa bé con nhà nghèo khi bị té, nó nhìn qua nhìn lại không thấy ai, liền đứng dậy đi. Những người bất hạnh thường mong chờ ỷ lại vào những nhà mạnh thường quân, nhà hảo tâm, nên họ khó có tâm cầu tiến, tính sâu nhân quả. Phụ nữ thường ỷ lại vào đàn ông, chồng ỷ lại vào vợ, dẫn đến biếng nhác, ăn không ngồi rồi, tụ ba, tụ năm, tán dốc, cờ bạc rượu chè, làm cho gia đình người thân khổ đau. Lúc chúng tôi còn ở ngoài đời, khi đó đang ở tù, tôi có quen một người và có đến nhà anh ta chơi một vài lần. Cô vợ bán thịt heo ngoài chợ, nuôi một chồng và hai đứa con. Anh chồng không làm gì hết mà lúc nào cũng chè chén say sưa. Tiền thì bà xã cung cấp, ăn nhậu riết rồi sinh tệ, về nhà chửi bới đánh đập vợ con. Sau nhiều lần chịu không nổi, bà vợ làm đơn cho ổng ở tù 3 tháng để cải tạo. Khi đó chúng tôi làm tù trưởng nên có điều kiện cùng ông ta về nhà nhậu chơi, mới biết hoàn cảnh thực sự là như thế. Rõ ràng những người đàn ông như thế, họ lại dựa vào sự làm ăn của vợ mà bê tha thọ hưởng những thú vui thấp hèn, cuối cùng dẫn đến tù tội. Sự ỷ lại của người đàn ông trên đáng bị phê phán, vì tâm lý ỷ lại, lười lao động và để vợ nuôi. Ngược lại, người phụ nữ có thể chịu đựng cả đời với tính dựa dẫm đáng yêu của đàn ông, nhưng họ sẽ coi thường những gã chỉ biết sống dựa vào sức vợ. Đàn ông mà sống với vạt áo đàn bà có sao được. Vậy mà thế gian này vẫn có những con người như thế. Các em học sinh ỷ lại vào thầy cô giáo nên không cần mẫn siêng năng chăm chỉ học hành. Con cái ỷ lại vào cha mẹ, hầu như tất cả những người hay ỷ lại ít thành công trên đường đời vì tâm lý làm biếng dựa dẫm vào người khác. Tu hành cũng lại như thế. Chúng ta phải tin mình là chủ nhân của bao điều quả phúc. Do đó, ta không ỷ lại vào Phật Bồ Tát mà ráng cố gắng buông xả những gì xấu xa tội lỗi bằng trái tim thương yêu và hiểu biết để chuyển hóa phiền muộn khổ đau thành an vui hạnh phúc. Như vậy, chúng ta đi chùa cầu xin Phật cho điều này, cho việc kia, cho đủ thứ hết. Nhưng rốt cuộc rồi, tất cả những gì chúng ta xin có được như ý hay không? Chúng ta mỗi người phải tự nghiệm xét lại những gì chúng ta xin đó. Nếu được hết thì chắc rằng quý Phật tử đều được an vui hạnh phúc. Đâu có ai đau khổ phải không? Nhưng thực tế, trong cuộc đời khổ đau nhiều hơn hạnh phúc. Nếu Phật có khả năng ban phước cho ta được thì Phật đâu có khuyên ta siêng năng tinh tấn tu hành để làm gì. Nói tóm lại, chúng ta đi chùa là để tu theo Phật nhằm chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành an vui, hạnh phúc và tin rằng mình làm lành được hưởng phước
mình làm ác chịu khổ đau, chứ Phật Bồ Tát không thể ban cho ta được. Phật chỉ là người thầy dẫn đường, chỉ cho ta biết được con đường dẫn đến bình yên, hạnh phúc trọn vẹn. Còn làm được hay không là do ta quyết định. Tâm ta cũng giống như con khỉ, hết chuyện cành này đến cành khác, mà không bao giờ chịu đứng yên. Dù biết rằng tâm là để nhận biết, cảm nhận, suy tưởng, thể hiện tình cảm hay quyết định, nhưng nó không phải là một cỗ máy để cho ra số lượng sản phẩm càng nhiều càng tốt. Sự hạn chế tất yếu của con người là thường không biết nên để tâm lên đối tượng hay vấn đề kia ở mức độ nào là vừa đủ. Đủ không hẳn là giải quyết được vấn đề, mà nó có hợp lý với nguồn năng lượng dự trữ đang có trong ta. Bởi vì ta còn phải chi tiêu cho những vấn đề quan trọng khác nữa. Không suy nghĩ là một trạng thái rất quan trọng để giúp cho tâm quân bình và sâu sắc. Nhiều khi suy nghĩ chỉ đốt cháy năng lượng và làm cho ta thêm căng thẳng hay nhận thức lệch lạc, chứ không giải quyết được vấn đề gì cả. Để biết cách rèn luyện định tâm, xin mời quý Phật tử cùng quý thính giả đến với bài học hôm nay của chúng tôi. Bài học có tên là Đức Phật dạy thực hành trì giới để rèn định tâm. Nhắc tới định là nói về khả năng tập trung tâm vào một điểm, kiểm soát được tâm trong một khoảng thời gian nhất định. Hành giả thực hành Bồ Đề Tắc Hạnh cần rèn luyện khả năng điều phục tâm thông qua nhiều phương pháp khác nhau, trong đó nghiêm trì giới luật. Vậy trì giới là gì? Trì là giữ chặt chẽ, giới là những điều ngăn cấm không được làm, không được phạm. Trì giới là thực hành những luật lệ mà Đức Phật đặt ra cho Phật tử xuất gia thi hành trong khi tu hành, và cho Phật tử tại gia áp dụng trong cuộc sống để có đời sống đạo đức và hưởng quả báo tốt đẹp. Nhờ có giữ giới, tâm mới được ổn định. Vì nếu không giữ giới, ví như một kẻ ăn trộm, tâm người ấy tất nhiên là phải dao động mạnh, nếu không nói là loạn động, nên không thể định tĩnh được. Do đó, người giữ giới, tâm định tĩnh. Tâm tĩnh tuệ sinh, tuệ phát sinh mới dứt trừ được vô minh. Và khi hết vô minh, sẽ hết sinh tử luân hồi, tức là minh tâm kiến tính, đốn ngộ Phật tính. Giới luật của Phật đặt ra không phải để trừng phạt người không thi hành, mà để giúp cho những người nào thi hành nghiêm chỉnh sẽ hưởng được quả vị tốt đẹp. Những giới luật chỉ có mục đích là làm cho các đệ tử Phật được mau chóng đạt quả thánh trong khi tu hành. Nhân giới sinh định tâm. Giới, nói một cách dễ hiểu là ngăn chặn người ta làm những điều tội lỗi, lỗi lầm sai trái. Những điều mà khi làm, người ta cảm thấy trong lòng bất an như lo lắng, sợ hãi, bồn chồn hoặc mặc cảm tội lỗi. Trạng thái tâm lý này có thể xảy ra khi chuẩn bị làm, trong khi làm hay sau khi làm, hoặc cả ba giai đoạn. Một người muốn ăn trộm của ai cái gì, họ sẽ hồi hộp khi chuẩn bị làm việc đó, rằng không biết làm có thành công hay không, hay là sẽ bị phát hiện và bị bắt. Trong khi làm, họ cũng hết sức hồi hộp, nhìn tới nhìn lui, coi có ai để ý mình không. Và sau khi làm, họ cũng tiếp tục lo sợ, không yên, vì sợ sẽ bị phát hiện, bị truy tìm, nên luôn lẩn tránh hoặc lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác. Hơn nữa, một người làm ác hay làm những điều sai trái, họ không chỉ sợ mọi người biết, mà tự trong tâm của họ cũng cảm thấy không ổn. Cái cảm giác đó có khi rõ ràng để họ có thể dễ dàng nhận ra, nhưng có khi lại tiềm ẩn sâu xa trong tiềm thức. Nhưng dù có hiển lộ hay là tiềm ẩn, thì mặc cảm tội lỗi vẫn còn đó, như cây kim nằm trong túi áo, như khối u trong cơ thể, chỉ chờ cơ hội là hành hạ con người.
Chuyện kể rằng, ở một ngôi làng nọ, có một gia đình nghèo khó bần cùng. Người cha vì không có tiền, nên ban đêm thường lẻn vào vườn rau người ta mà hái trộm. Hôm đó, anh ta mang theo cả con trai cùng đi. Khi người cha vừa mới nhổ một cây củ cải, đứa con bỗng nhiên ở sau lưng khẽ kêu: "Cha, cha, có người đang nhìn chúng ta kìa." Cha của cậu kinh hãi, ngó nhìn bốn phía, hoảng hốt hỏi: "Người đó đâu?" Đứa trẻ chỉ tay lên trời trả lời: "Cha xem, là mặt trăng đang nhìn chúng ta đó." Người cha này nghe con trai nói như vậy, cảm thấy hổ thẹn về hành vi của mình, nên lặng lẽ dắt tay con trai đi về nhà. Dọc đường về, anh ta thầm nghĩ: trộm cắp là gây nghiệp rất lớn. Có lẽ ông trời từ bi, mượn miệng con trai để giúp mình tỉnh ngộ. Từ nay phải sửa sai, hướng thiện thôi. Thật ra không phải đợi tới khi đứa con trai lên tiếng, người cha mới nhận ra và hổ thẹn về việc làm của mình. Anh ta có thể đã ý thức được điều đó từ lâu rồi, nhưng một cách âm thầm. Nói cách khác, anh ta không muốn đối diện và thừa nhận sự sai trái của mình, nên cố tình phớt lờ tiếng gọi của lương tâm. Nhưng khi đứa con trai nói ra điều đó, anh ta không thể giả ngơ được nữa, không thể coi như không có chuyện gì. Đứa con trai đã nói giùm anh ta cái điều mà từ lâu không dám nghĩ tới, chỉ vì để được yên tâm làm việc sai trái. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc trường bộ kinh thứ nhất, Đức Phật dạy: người giữ giới được 5 điều lợi ích. Một trong 5 điều đó là: người giữ giới sống theo giới luật, khi đi vào hội chúng đạo, hoặc sát đế lỵ, hoặc bà la môn, hoặc gia chủ, hoặc sa môn, người ấy đi vào với tâm không sợ hãi, không bối rối. Có nghĩa là người giữ giới thì dù có đi đâu, ở đâu đều cảm thấy tự tin, cũng không lo người khác nói xấu mình sau lưng, vì họ không làm điều gì xấu. Tục ngữ có câu: không làm việc trái lương tâm thì nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Người ác luôn có điều ẩn khuất trong lòng, nên luôn bất an và nơm nớp lo lắng. Mỗi thời, mỗi khắc đều sống trong bóng ma ám ảnh của tội ác mà mình gây nên. Còn người lương thiện có tấm lòng rộng lớn, không có tư tâm tư lợi cho bản thân, không lừa trời giấu đất, không toan tính hại người, nên không có gì để sợ. Trong lòng họ luôn trong sáng vô tư, nên thân tâm của họ đều thanh tịnh, cuộc sống bình an, hạnh phúc. Phật tử tại gia giữ 5 giới thì làm người một cách đường đường chính chính, và khi tu tập các đề mục định sẽ dễ dàng đạt được sự định tâm. Phật dạy mạng người sống trong hơi thở. Một hôm Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo: mạng người sống trong bao lâu? Một thầy trả lời: mạng người sống chừng 80 năm. Phật hỏi vị khác, thầy đó trả lời: mạng người sống trong bữa ăn. Hai vị thầy trả lời Phật đều không chấp nhận. Ngài hỏi tiếp vị thứ ba, và vị này trả lời: mạng người sống trong hơi thở. Phật nói: đúng thế, đời người chỉ dài bằng một hơi thở. Bởi thở vào mà không thở ra thì xem như mất mạng. Chúng ta có thể không ăn 20-30 ngày mà không chết. Chính chúng tôi đã từng nhịn ăn mỗi lần 3-4 tuần. Chúng tôi mỗi ngày chỉ uống nửa lít nước đun sôi để nguội, nhờ vậy mà qua được bệnh tật hiểm nghèo. Ngày xưa, Đức Phật dạy các tỳ kheo quán hơi thở. Thở vô, biết mình thở vô. Thở ra, biết mình thở ra. Đến khi thuần thục, không cần theo dõi hơi thở nữa, mà chỉ nhìn hơi thở vô ra dài sâu. Nhờ vậy tâm an định và trí tuệ thấy, biết đúng như thật phát sinh. Do đó, chúng ta ngày càng sống tốt hơn mà hay giúp người cứu vật. Khi tâm an định, rỗng rang, bớt đi tạp niệm, thì trí nhớ sáng suốt, tuệ giác tâm linh khai mở. Nhờ vậy, ta nhận biết cuộc sống vô thường,
mạng sống vô thường và muôn loài vật cũng là như thế. Mạng sống của chúng ta ngắn như một hơi thở. Nhờ thường xuyên quan sát như thế, ta sẽ thấy biết đúng như thật, nên dễ dàng buông xả phiền não, tham sân si mà an nhiên tự tại giải thoát. Dân gian thường nói, có thực mới dựt được đạo, tức có ăn mới tu hành được. Đây không chỉ là một câu nói vui đùa, bâng quơ, mà là một sự thật. Chính vì vậy, ăn uống đã trở thành nhu cầu cần thiết trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Điều này được thể hiện qua câu nói, miếng trầu làm đầu câu chuyện. Ông cha ta nhận thấy ăn uống là sự tự do của mỗi người, nên dân gian có câu, trời đánh còn tránh bữa ăn. Xã hội thường có việc mời ăn, mời uống, tặng quà cáp cho nhau như một mối quan hệ cần thiết của mỗi người. Do đó, bánh ít đổi đi, bánh quy đổi lại, hay có đi có lại mới toại lòng nhau. Dĩ nhiên, đó cũng chỉ là một nhu cầu thiết thực trong mối tương giao cuộc sống. Để thể hiện địa vị tầm quan trọng của con người trong xã hội, nên có câu mâm cao cổ đầy, dùng để miêu tả bữa ăn của giới thượng lưu quyền thế. Việc cưới hỏi, lấy vợ gả chồng, phải làm tiệc ăn mừng là lẽ đương nhiên. Nhưng đầy tháng thôi nôi sinh nhật, thi đỗ, làm ăn phát đạt, thậm chí mua nhà tậu đất, thăng quan tiến chức, cũng tổ chức ăn mừng, thiết đãi gia đình, người thân, bạn bè, bà con lối xóm. Ăn uống tiệc tùng như thế, lâu ngày đã trở thành văn hóa tín ngưỡng trong dân gian mà phép vua cũng thua lệ lạc. Nói cho cùng, ăn uống là một nhu cầu cần thiết, nhưng cũng là phương tiện để bày tỏ tình thân hữu hay mối quan hệ giữa con người với nhau trong xã hội. Nhưng do lỗi văn hóa ăn uống của người Việt, đã ăn thì phải ăn cho đã uống thì phải uống cho say, ăn và uống phải no say. Cho nên, từ đó con người ngày càng sa đọa do thói quen ngu si, chấp ngã mà làm tổn hại người và vật. Người dân các miền thôn quê có ba nhu cầu chính trong việc ăn uống là đám giỗ, đám cưới, đám ma. Ba đám này đã trở thành nhu cầu thiết thực trong cuộc sống. Người thành thị thì ăn uống lu sa bu, đâu đâu cũng thấy quán nhậu, làng nướng, đủ thứ món ngon vật lạ được phơi bày buôn bán công khai. Dân gian có câu, ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ, mất tiền thêm lo. Nhưng quan trọng hơn hết là chúng ta có thể đánh giá con người qua cách ăn uống, cách nói năng và cách làm việc. Hay nói cách khác, ăn uống phải phản ánh phạm trù, phương thức sống, cách thức sống và phép tắc sống. Nhìn vào cách ăn uống, ta có thể biết người đó có lòng từ bi hay không. Khi xưa, lúc chưa biết tu bản thân, chúng tôi là kẻ đam mê ăn uống. Ngày nào cũng có rượu bia, bồ đà và gái gú. Trong khi chờ con vịt cắt cổ làm tiết canh, chúng tôi tranh thủ để có mồi nhậu lai rai bằng cách thẻo miếng mỡ bầu diều, bóp gỏi, làm chua khi con vịt còn sống. Loại ăn nhậu như chúng tôi ngày trước là hạng người sống không có nhân cách đạo đức. Thử hỏi làm sao biết được yêu thương gia đình, người thân, nên mới bị bợm, gian trá, xảo quyệt và ác độc. Phật Pháp quá hay, quá tuyệt vời. Chúng tôi nhờ gặp bậc minh sư chân chánh, thầy lành bạn tốt, nên mới có cơ hội làm mới lại chính mình, mà vượt qua những thói đam mê thấp hèn, có tính hại người và hại vật. Học cách điều phục tâm theo lời Phật dạy. Điều phục tâm là cốt tủy tu tập theo giáo pháp Đức Phật. Tâm phải được huấn luyện như luyện ngựa, luyện voi, cho đến khi thuần thục. Bởi Ngài dạy rằng, tâm chúng ta rất quan dại, vì chúng ta không thể kiểm soát được nó. Các hoạt động dù tốt hay xấu đều là sự phóng chiếu của tâm. Tôn chỉ của Phật giáo Nguyên Thủy là tránh hết thảy ác, còn của Phật giáo Đại Thừa là làm hết thảy lành. Cả hai thừa
đều cùng một tôn chỉ. Mọi thứ hoàn toàn tùy thuộc vào tâm, vì tâm là năng lực duy nhất tạo nên hoạt động thiện hay ác. Thân khẩu chúng ta chỉ là phương tiện trợ giúp tâm tạo nên hoạt động, còn tâm mới là nhân tố quyết định tạo nên hoạt động đó. Nếu tâm không tác ý cho một hoạt động cụ thể nào, thì chắc chắn thân khẩu sẽ không biểu hiện hoạt động đó. Rất nhiều tín ngưỡng không thuộc đạo Phật cũng nhấn mạnh tôn chỉ bất bạo động. Tuy nhiên, động cơ còn gọi là tâm tác ý của đạo Phật đối với tôn chỉ này rộng lớn hơn. Đây là một điểm khác biệt rất tinh tế giữa đạo Phật và các tôn giáo khác. Tất cả các tín ngưỡng tâm linh đều dạy mọi người không được làm ác và đều khuyến khích hành thiện, bởi vì chưa thực chứng được bản chất của tâm, nên không ai trong chúng ta, ngay cả một số hành giả tâm linh, có thể thực hành được điều này một cách toàn vẹn. Vì thế mà giờ đây, dù có phải là Phật tử hay không, bạn đều cần tìm cách đối trị và chuyển hóa tâm mình. Vì chính tâm vô minh của chúng ta đã quấy nhiễu hết thảy chúng sinh từ vô thủy cho tới nay. Rất nhiều người trong số chúng ta đã tìm cách đào luyện tâm theo những phương cách khác nhau, song chúng ta đều không thực sự thành công. Mặc dù có nhiều cách thức đào luyện tâm, nhưng thực tế, tâm chỉ có thể thực sự rèn luyện bởi chính nó, chứ không phải nhờ bất kỳ yếu tố nào bên ngoài khác. Đôi khi chúng ta cố gắng hiểu được tâm mình, đôi khi chúng ta muốn đè nén tâm. Đây không phải là những biện pháp tích cực, thiện xảo để chuyển hóa tâm. Hầu hết các kỹ năng rèn luyện tâm đều không thực sự thành công vì tâm phức tạp như chính chúng ta vậy. Nếu bối rối, tán loạn, tâm sẽ dẫn dắt ta trôi lăn trong cõi luân hồi. Nếu định tĩnh an lạc, tâm có thể đưa ta tới niết bàn giải thoát. Vì thế, tâm chúng ta có đủ công dụng thiện và công dụng bất thiện. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy rằng tâm cần phải được điều phục. Thực hành ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục để rèn định tâm. Nhắc tới định là nói về khả năng tập trung tâm vào một điểm, kiểm soát được tâm trong một khoảng thời gian nhất định. Hành giả thực hành Bồ Tát hạnh cần rèn luyện khả năng điều phục tâm thông qua nhiều phương pháp khác nhau. Dịch chung, mọi pháp thực hành ba la mật, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục đều giúp rèn luyện định tâm. Chính khả năng định tâm này giúp tâm được an lạc. Việc giữ được sự an bình bên trong giúp cho chúng ta có thêm nhiều cơ hội để nhận biết tự tính tâm, tức là nhận biết về tự tính của chúng ta và thế giới, vượt qua sự nhận biết mê lầm và những tạo tác của tâm. Chừng nào tâm chưa thể an trụ do vọng tưởng tán loạn, chừng đó chúng ta còn không thể nhận ra tự tính, đại thủ ấn, tính không hay Phật tính. Vì vậy, chúng ta phải biết cách định tâm. Trước khi bắt đầu thiền định, chúng ta cần biết lấy lại một chút an bình nội tâm, một chút an lạc, thông qua phương pháp thực hành. Nhờ sự an bình trong tâm này, chúng ta có thể dễ dàng đạt tới tầm nhìn cao hơn về vạn pháp, từ đó không gặp khó khăn trong việc chế ngự những độc trong tâm. Hãy cố gắng đạt được sự định tâm như vậy. Có thể chọn bất cứ đối tượng nào để thực hành. Một pho tượng, một thân cây, một hòn đá, mặt trời hay mặt trăng, một ngôi sao. Mục đích là để tập trung tâm vào đối tượng đó, không phân tán tư tưởng. Có thể coi đây là pháp tu mở đầu để nhận ra trí tuệ bát nhã, tức là thực sự thực hành trí tuệ ba la mật.